Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hy hữu, chuyện lùm xùm đòi lại tiền cúng dường tại chùa Phước Quang, Tiền Giang. Tại chùa Phước Quang, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, một câu chuyện lùm xùm đang thu hút sự chú ý của nhiều người. 3 năm trước, trụ trì và các Phật tử đã vận động đóng góp tiền để xây dựng tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Trong số những người hảo tâm, ông Huỳnh Văn Chiến đã tự nguyện cúng dường 250 triệu đồng. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành, ông Chiến lại cho rằng tôn tượng không đúng ý nguyện ban đầu, dẫn đến mâu thuẫn giữa ông và nhà chùa. Ông Chiến yêu cầu Đại Đức Thích Thiện Toàn, trụ trì chùa, hoàn trả số tiền đã cúng dường. Trong khi đó, nhà chùa khẳng định rằng mọi khoản tiền đều đã được sử dụng đúng mục đích, xây dựng tôn tượng và không còn nguồn để hoàn trả. Để giải quyết tranh chấp, ông Chiến đã gửi đơn đến Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang và các cơ quan chức năng. Ngày 27 tháng 9 năm 2024, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức cuộc họp tại chùa Phước Quang để giải quyết vụ việc. Hòa thượng Thích Quảng Lộc yêu cầu trụ trì công khai, minh bạch hóa đơn và chứng từ liên quan đến việc xây dựng tôn tượng cho ông Chiến và các Phật tử khác. Ông nhấn mạnh rằng việc cúng dường rồi đòi lại là điều hy hữu và đáng tiếc, kêu gọi các bên cùng chia sẻ trách nhiệm để chấm dứt tình trạng này. Mặc dù nhà chùa đã thực hiện theo chỉ đạo, ông Huỳnh Văn Chiến vẫn chưa đồng ý và tiếp tục yêu cầu hoàn trả đủ số tiền cúng dường. Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy, ông Trần Văn Thước cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để giải quyết mâu thuẫn và ổn định tình hình. Luật gia Nguyễn Văn Giáp từ Hội Luật gia Tiền Giang nhận định rằng việc cúng dường là cho đi và theo pháp luật, người cho không có quyền đòi lại tài sản đã cho. Sự việc tại chùa Phước Quang đang trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi và bức xúc trong cộng đồng. Chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã công bố báo cáo thu chi tiền công đức tài trợ và hoạt động lễ hội theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Theo đó, chùa cho biết chỉ thực hiện đối với tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội kể từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4, theo quy định tại thông tư số 04 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 62 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Báo cáo của chùa Ba Vàng nêu, theo quy định tài khoản 4, điều 1, quyết định số 775 của Bộ Tài chính, thì thời kỳ kiểm tra là năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, theo quy định tài khoản 1, điều 17, thông tư số 04, thì thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2023. Trước khi thông tư số 04 có hiệu lực thi hành, các cơ sở tôn giáo không tách riêng các hoạt động công đức do chưa có quy định và hướng dẫn. Về loại tiền công đức tài trợ được báo cáo, chùa Ba Vàng cũng chỉ thực hiện báo cáo việc quản lý thu chi tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Còn tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo, theo chùa Ba Vàng, thì đây là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý theo quy định của giáo hội, phù hợp với giáo luật của Đức Phật và pháp luật của nhà nước. Báo cáo của chùa Ba Vàng cho thấy, tổng số thu công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trong khoảng thời gian nói trên là hơn 4 tỷ đồng. Dựa trên báo cáo này có thể thấy, từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4, chỉ riêng tiền công đức tài trợ cho di tích và lễ hội, trung bình một ngày chùa Ba Vàng nhận được khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này theo báo cáo đã được nhà chùa chi hết theo đúng số thu cho hoạt động từ thiện nhân đạo. Trước đó vào ngày 21 tháng 7, Bộ Tài chính có báo cáo số 119 BCBTC về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra về quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc, trong đó không có số liệu báo cáo của chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng cũng đã liên tiếp phát hành các thông cáo khẳng định không nhận được văn bản yêu cầu thực hiện. Đến ngày 24 tháng 7 mới nhận được văn bản số 2240 UBND TCKH của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí về việc báo cáo việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình, chùa trên địa bàn thành phố. Văn bản này đề nghị chùa Ba Vàng hoàn thành báo cáo nội dung quản lý tiền công đức theo thông tư số 04/2023/TT-BTC trước ngày 28 tháng 7. Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi chính phủ về kết quả thí điểm kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Thời kỳ kiểm tra là năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Số liệu Bộ Tài chính cho thấy tổng số thu, chi, tiền công đức, tài trợ tại các di tích năm 2022 là 70,8 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, bằng khoảng 40-60% số thu công đức tài trợ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Trong khi đó, tổng số chi là 54,4 tỷ đồng, còn trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số thu là 61 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, gần bằng số thu cả năm 2022, còn tổng số chi là 29,4 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính nêu, sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo, trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá có số thu công đức tốt. Đối với các di tích có thu, chi, tiền công đức, tài trợ nhưng không báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ, Bộ Tài chính dẫn khoảng 2 điều 18 thông tư số 04/2023 TT-BTC quy định tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số hạn chế khó khăn trong việc kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Liên quan đến nội dung trên, ngày 23 tháng 7, Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Ba Vàng cho biết, trong thời gian một số cơ sở thờ tự tôn giáo thực hiện việc kiểm tra tiền công đức theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, không có đoàn kiểm tra nào đến chùa Ba Vàng trực tiếp kiểm tra việc thu chi tiền công đức. Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng không nhận được văn bản của cơ quan chức năng yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức, cho rằng thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là sai sự thật. Đại đức Thích Trúc Thái Minh kiến nghị Bộ Tài chính giải thích rõ tới công chúng việc này. Liên quan thông tin này, đại diện Bộ Tài chính lại cho rằng việc chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo là không đúng. Theo bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính cho biết, nội dung thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo về vấn đề thu chi tiền công đức là Bộ Tài chính báo cáo dựa trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Và trước đó, ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố gửi Ban trị sự chùa Ba Vàng. Công văn nêu rõ, thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử, hóa, đình, chùa trên địa bàn, trong đó có chùa Ba Vàng. Thành phố cũng đề nghị Ban trị sự chùa Ba Vàng báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số hạn chế khó khăn trong việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, trong 5 khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh, khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử là điểm du lịch sinh thái tâm linh nổi tiếng, mỗi năm đón trên 2 triệu lượt du khách. Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính nhận thấy công tác giám sát, tiếp nhận, kiểm đếm tiền trong hòm công đức thì có sự phối hợp của nhiều bên liên quan, nhưng với số thu tiền công đức năm 2022 là 3,7 tỷ đồng, chỉ tương đương số thu tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng 3,3 tỷ đồng, thấp hơn so với số thu tại đền Thánh Mẫu, di tích cấp tỉnh ở phường Trà Cổ, Móng Cái 5,8 tỷ đồng và chưa bằng 1/5 số thu tại đền Cửa Ông 20,1 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng nêu rõ, nhìn số liệu so sánh nên không tránh khỏi những băn khoăn về tính khách quan trong việc tiếp nhận kiểm đếm tiền công đức tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Ngoài ra, tại các di tích có nhà sư trụ trì, Bộ Tài chính nhận thấy đa số di tích có báo cáo thu chi nhưng chỉ là khoản tiền trong hòm công đức. Thực tế, có một số khoản công đức khác dưới hình thức đặt lễ chuyển khoản không được phản ánh trong báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra. Báo cáo cũng cho biết, theo đánh giá của du khách thì các khoản này thường cao hơn so với bỏ trong hòm công đức. Báo cáo dẫn ví dụ tại khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử. Theo số liệu do Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cung cấp, từ năm 2007 đến tháng 4 năm 2023, tổng thu tiền trong hòm công đức là 287 tỷ đồng, tổng chi khoảng 638 tỷ đồng. Bộ cho rằng số tiền công đức thực tế cao hơn số tiền thu nêu trong báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra khoảng 351 tỷ đồng, cao hơn 2,2 lần. Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính đề xuất
Kế hoạch kiểm tra tổng thể trên toàn quốc. Nội dung kiểm tra là việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ, mở tài khoản của các di tích. Và thời kỳ kiểm tra dự kiến năm 2022 và năm 2023. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!